chơi của tớ sẽ thắng. Không, đồ chơi của tớ khỏe hơn. Nha. Dì mệt lắm rồi, và dì sẽ tìm một bảo mẫu. Không. Chính là người mình cần. Wow. Tuyệt vời. Chào, cô là bảo mẫu Barbie. Nấu ăn nha các con. Vâng ạ. Hả? Wow. Căng luôn. Đến giờ chơi rồi nè. Wow. Còn giờ là món tráng miệng. Đúng, được rồi. Ôi da, răng con đau quá. Đợi tí nha. Wow. Nói a à... à... Được rồi, chúng ta sẽ nhổ bỏ chiếc răng. Không, bọn con sẽ tự làm. Tuyệt vời. Đúng. Con chỉ được chơi đồ chơi màu hồng thôi. Yêu. Yêu. Không đời nào. Đợi một chút đã. Khoan đã. Bảo mẫu đi rồi. Giờ chúng ta chơi thôi. Ồ, qua đó chạy đi. Tụi con đi. Làm ơn. Thôi được rồi. Ờ? À! Giờ chúng ta làm gì cô bảo mẫu? Vẽ ngôi nhà trong mơ đi. Thật là kinh khủng. Giờ hoàn hảo rồi. Không đời nào. Nè. Con sẽ lâu ngay. Lâu làm gì? Bừa bộn mới tốt. Đã quá. Vui quá đi. Bừa bộn thật tuyệt vời. Ha ha ha.
lòng yêu thích của mình đâu rồi? Cái gì? Không đời nào. Có chuyện gì thế? Không. Chuyện gì vậy? Không đời nào. Đừng đừng, ở lại với tụi mình đi. Bọn mình sẽ dọn dẹp, phổ biến. Bảo mẫu Wesley, chơi với tụi con đi. Không được, tới giờ ngủ rồi các con. Nhưng vẫn còn sớm mà. Đã nửa đêm rồi con à. Bọn con muốn nghe chuyện cổ tích. Cái gì? Rất lâu về trước. Không đời nào. Bảo mẫu Wesley ơi, giờ là chuyện gì đây? Có con quái vật ở dưới gầm giường hả? Đây là bạn của cô. Cái gì? Uống tách trà chứ hả? Phổ biến. Thôi đủ rồi. Dì ơi, dì ơi, dì tìm bảo mẫu khác cho tụi con đi ạ. Làm ơn mà. Cô muốn tham quan hay không? Có ạ. Cô sẽ đi làm gì đó. Chăm sóc thú cưng của cô nha. Cái gì? Không đời nào. Bữa trưa tới rồi đây. Không đời nào. Yêu. Không. Bọn con sẽ tự phụ giúp gì? Dì ơi, bọn con không cần bảo mẫu nữa đâu. Phổ biến. Ồ, các con.